Chiều hôm qua, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ Trần Diệt Trường đến thăm chúc Tết cán bộ đảng viên tại quận Quỹ Thốt Nốt. Tại đây, đồng chí Trần Diệt Trường đánh giá cao sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thốt Nốt đã đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, đặc biệt là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Năm 2022, Thốt Nốt cần tiếp tục phấn đấu hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chúc địa phương và nhân dân năm mới khí thế mới, tinh thần và quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm 2022, nâng cao đời sống người dân và góp phần cùng thành phố phát triển bền vững.